Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ. 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo Lê Thái xin gửi đến quý vị là một cái vụ mà một cái con cọp, thưa quý vị, nó đã vồ chết 5 người Ấn Độ ở Nepal trong suốt thời gian vừa qua. Và hiện nay thì các người mà quản lý, thưa quý vị, các nhà quản lý người ta đang tìm kiếm để lần theo dấu vết của hai cái con hổ này. Hai con hổ này là hai con hổ cái, thưa quý vị, đã khiến 5 người dân ở làng Karatija thiệt mạng trong thời gian vừa qua. Nhà chức trách ở làng Karatija ở Ấn Độ, họ đã phái một cái đội voi để tìm kiếm những cái con hổ này sau khi 5 người đã bị thiệt mạng trong hàng loạt những vụ tấn công gần đây ở Ấn Độ cũng như ở Nepal. Và cư dân địa phương người ta bày tỏ cái sự tức giận trong cái thời gian vừa qua với những cái cán bộ mà người ta quản lý khu rừng này, khi nông dân anh tên là Narendra Asai trở thành một cái nạn nhân mới nhất bị hổ tấn công vào hôm ngày 23 tháng 6 vừa qua, một cái ngày rất là gần vừa qua, thưa quý vị. Và cái con hổ cái này nó lao tới vồ anh trong lúc mà anh Surai này đang cắt cỏ trên một cái đồng mía hôm ngày 28 tháng 6. Và Bộ Lâm nghiệp xác nhận rằng là một trong hai cái con hổ cái này nó đã gây ra các vụ tấn công và đã sập bẫy trong rừng vào tối ngày hôm trước. Theo cán bộ Amit Kumar cho biết là sau khi mà có con hổ này bị bắt và bị gây mê thì nó đã được đưa đến khu bảo tồn động vật hoang dã ở Katani Agath để chờ quyết định cuối cùng từ chính quyền địa phương cũng như là những người trong cái công việc mà bảo tồn loài hổ này. Và cuối tuần trước thì các cán bộ quản lý người ta cũng đã cưỡi voi và truy tìm phát hiện một cái đôi hổ ở trong rừng. Và trong cái flycam, thưa quý vị, và cái camera theo dõi cũng được sử dụng để lần theo dấu vết của những cái con hổ này. Thưa quý vị, cái làng mà Karatija này nó nằm gần rừng Duwua, nó giáp giữa cái biên giới giữa Ấn Độ và Nepal. Đây là một cái nơi mà người ta đã đặt những cái nơi làm khu cái bảo tồn động vật hoang dã, nhất là các loài hổ Ấn Độ. Và năm ngoái thì 20 người dân địa phương đã bị giết hoặc là bị thương trong những cái vụ mà đụng độ với những cái con hổ hoang dã này. Và hổ Bengal này là một cái loài hổ phân bố chủ yếu Ấn Độ nè, Bangladesh, Nepal và một số nước châu Á. Và tuổi thọ trung bình của những cái con hổ này là từ 8 cho đến 10 năm. Và con trưởng thành nó nặng từ 110 kg cho đến 230 kg. Những cái con mồi của con hổ này nó bao gồm hươu, nai, lợn rừng, bò tót, một số động vật nhỏ như là thỏ, nhím, công, đôi khi cả gia súc và gia cầm. Nếu như mà chăn thả ở trên những cái cánh đồng đó thì cũng là một trong những cái con mồi của những cái con hổ này. Và đây là một trong những cái thông tin mà vừa qua thì Ấn Độ cũng như Nepal người ta đăng báo rất là nhiều, cũng như là nhiều cái video clip người ta đã up lên trên mạng xã hội, thưa quý vị, về cái con hổ Bengal này. Vì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì người ta cũng bắt được một cái con hổ cái mà cuối cùng dữ quá trời dữ luôn đó. Giết 50 người và 20 người trong năm qua rồi, và 5 người trong cái thời gian mới 2-3 tháng này thôi. Quá dữ. Dạ vâng. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là bản tin về ăn uống, thưa quý vị. Thưa quý vị, món ăn là những cái món ăn là như là cái liều thuốc ở trong cái cơ thể của mình vậy đó. Mỗi ngày mình ăn cái gì đó là nó tái tạo ở trong cái cơ thể mình. Mình đau, mình ốm và mình ăn rất là tốt, hoặc là mình ăn healthy, hoặc là mình ăn những cái chất độc, hoặc nó trở thành một trong những cái chất độc ngấm từ trong người thành gì thuốc như là medicine, tức là thuốc vậy đó, thưa quý vị. Thì có những cái loại thuốc nó cải thiện, tăng năng lượng, rồi tâm trạng và giấc ngủ của mình. Thì những cái thực phẩm là chống viêm đó là những cái thực phẩm theo cái chế độ ăn uống, và theo những nhà nghiên cứu họ nói rằng đó là ngũ cốc, nguyên hạt, đậu cá, thịt gia cầm và hạt dầu ô liu. Dầu ô liu rất là tốt, thưa quý vị, và trong đó bơ, mỗi ngày quý vị ăn một trái bơ cũng rất là tốt. Thì những thực phẩm mà chống viêm nó có chất chống oxy hóa tự nhiên làm cho cơ thể mình đỡ bị viêm hơn. Thì một trong những cái loại thức ăn làm chống giảm cái bệnh gout, thưa quý vị, và thì đó là một trong những cái chế độ thức ăn của Địa Trung Hải, đó là gia cầm, trái cây, rau ngũ cốc, nguyên hạt và chất béo như là dầu olive. Thì sẽ trong đó có kim chi nè, thưa quý vị, bắp cải nè, và có nhiều cái loại rau quả thì làm cái bệnh gout nó giảm rất là nhiều. Và cái thứ hai đó là giảm stress, thưa quý vị. Như quý vị cũng biết á, là Stress nó gọi là nồng độ cortisol, thưa quý vị. Thì cái đó nó làm cho cái cơ thể mình stress. Đôi lúc mình đi làm mình cảm thấy mệt mỏi. Cortisol là một loại hormone được sản xuất trong quá trình phản ứng căng thẳng trong cái cơ thể của bạn. Và cái tuyến thận của bạn giải phóng ra thì làm cho mình căng thẳng rất là nhiều. Thì những cái thức ăn nó làm cho giảm stress, đó là bơ, chuối, bông cải xanh, chocolate, black chocolate, sô-cô-la đen, hạt bí ngô và rau spinach, thưa quý vị. Và cái thứ ba đó là nó điều chỉnh cái hormone căng thẳng trong cái cơ thể của mình. Thì như vừa rồi trong những cái chương trình trước như cũng có nói là có cái món ăn như tỏi, nghệ, gừng, quế và cái món ớt canyon cũng là giảm cái nó bị căng thẳng trong cơ thể. Và cái thứ cuối cùng đó là những cái loại rau quả, khoai lang, mâm xôi, củ cải, rau lá xanh và tất cả những củ quả đó thì nó làm cho cái cơ thể của mình rất là tốt và nó tái tạo ra những cái tế bào tốt trong cơ thể mình, giảm cholesterol, giảm máu. Thì đó là những cái rau củ quả, thưa quý vị, thì làm giảm viêm ở trong cái cơ thể của mình. Rất là hay ha, và hy vọng là cái tip với lại những cái rau củ quả này có thể là áp dụng vào trong đời sống hàng ngày ẩm thực của chúng ta để có thể là tăng cái sức đề kháng lên và giúp cho chúng ta kháng viêm, chống viêm cũng như là làm không có bị mà nhức đầu, xả stress, đúng không chị? Yeah. Rất là hay. Và thưa quý vị, một thông tin tiếp theo Lê Thái gửi đến quý vị là các nhà khoa học ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, đã chế tạo ra một cái loại xi măng. Và cái loại xi măng này, thưa quý vị, nó có thể thay thế những cái xi măng đã ở trong quá khứ mà chúng ta vẫn sử dụng. Và cái xi măng này thì nó làm từ tảo thân thiện với môi trường. Và lần đầu tiên trên thế giới, các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Colorado Boulder, Đại học North Carolina ở Wilmington và Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia của Mỹ đã tạo ra một cái loại xi măng sinh học, thưa quý vị. Và cái loại xi măng này nó dựa trên vi tảo giúp làm giảm cái phát thải carbon, và vật liệu mới này nó hứa hẹn sẽ có thể làm giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường do tác động của những cái hoạt động xây dựng trên toàn cầu gây ra. Và theo báo cáo của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ là EPA thì xi măng nó đứng thứ 3 trong số là 10 nguồn gây ô nhiễm công nghiệp lớn nhất ở Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới. Và mỗi năm có khoảng là 2 tỷ tấn carbon CO2 đó, thưa quý vị, nó thải vào môi trường do quá trình sản xuất và sử dụng xi măng. Dù là ở đâu thì nó cũng rất là khó để mà chúng ta hình dung được những cái hoạt động xây dựng nó sẽ như thế nào nếu như mà không có bê tông và xi măng để mà chúng ta xây dựng công trình. Vì vậy thì cái đặc biệt là cái loại xi măng làm từ cái vi tảo này, thưa quý vị, nó là một cái bước đột phá rất là lớn trong vấn đề mà những nhà khoa học ở Mỹ người ta tái tạo và người ta phát hiện ra. Và trong năm 2017, thưa quý vị, trong một chuyến mà đi đến Thái Lan đó, thì cái ông Shruba này, ông thấy cái cấu trúc canxi carbonate là canxi CO3, thưa quý vị, CaCO3 đó, và được xây dựng tự nhiên trong những cái rạn san hô và đá vôi nó cũng tạo ra từ những cái chất canxi carbonate này. Và nhìn vào các cái mỏ đá này thì ông mới nói rằng tại sao thiên nhiên người ta tạo ra được mà mình không tạo ra được. Thành ra ông và một cái nhóm nghiên cứu có tên là khi trở về Mỹ, thưa quý vị, thì ông Subha và cái nhóm nghiên cứu này đã nuôi cấy một cái nhóm vi tảo có tên là Coccolithophore. Và những cái thành viên của nhóm tảo này, thưa quý vị, nó có khả năng tái tạo ra những cái loại đá vôi sinh học bằng nhiều cái cách hình thành mỏ canxi carbonate trong quá trình mà nó quang hợp. Và hơn nữa thì cái tảo này, thưa quý vị, nó tạo ra canxi carbonate nhanh hơn so với những cái rạn san hô mà các nhà khoa học người ta đã thấy ở Thái Lan. Vì vậy khi mà ông đã bắt đầu nghiên cứu và đã cho ra đời cái loại mà xi măng bê tông hình thành từ cái loại tảo này. Và đây là một cái nghiên cứu đột phá mà ông đã nghiên cứu trong suốt thời gian qua và được trao giải thưởng là Krier của Tổ chức Khoa học Quốc gia. Và gần đây thì nhóm của ông cũng đã được tài trợ đến trị giá là 3,2 triệu Mỹ Kim từ Bộ Năng lượng của Mỹ, và cũng đang hợp tác với nhiều công ty năng lượng nữa để mở rộng ra các quy mô hoạt động nghiên cứu, sản xuất liên quan đến đá vôi sinh học. Và trong tương lai thì nếu như loại xi măng này ra đời thì nó có thể nó làm giảm cái sự nóng lên của toàn cầu, đúng không chị Nhi Huyền? Đúng rồi, cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là về McDonald's, thưa quý vị. Như quý vị cũng biết là khi quý vị drive-thru ở McDonald's là không tự nhiên mình không có người nào nói chuyện hết mà toàn là robot để mà nhận thức ăn và nhận cái đơn đặt hàng mà không thôi. Thì McDonald's đang ép thêm những cái chuỗi hàng mà họ sử dụng, đó là sử dụng cái công nghệ đó là AI, thưa quý vị, là những cái con robot tới nhận hàng, đặt hàng. Thì họ đang cố gắng để cải thiện hơn cái độ chính xác là tới 90%, có nghĩa là không bị mắc lỗi, đặt hàng chính xác luôn quý vị, là không có đi lộn hàng. Và những con robot đó có thể lái xe đưa đồ ăn cho quý vị nữa. Và toàn bộ robot họ, tất cả những cái mặt hàng, những cái nhà hàng fast food họ muốn như vậy để mà giảm cái chế độ lao động và không phải thuê người nữa. Thì vừa rồi ở Chicago, McDonald's họ đã đã áp dụng rồi, nhưng bây giờ họ đang chuẩn bị để áp thêm ở những cái tiểu bang khác. Và cái dạng công nghệ AI này nó rất là phổ biến, cho chicken fillet cũng có áp dụng cái điều này, nhưng mà cái đó tùy theo con người mình quen. Có người để mà đặt order thì nó dễ hơn, nhưng mà họ cố gắng họ sử dụng cái technology, một cái công nghệ rất mới này để mà giảm người khi mà drive thru, thì toàn bộ quý vị sẽ thấy con robot mà thôi. Sau này là con người mất việc hết. Thì đó, mình con người sau này là không cẩn thận là sẽ bị mất việc hết. Nhưng mà nói về mà để robot mà ngồi nói chuyện giống như số công viên Lê Thái và Nhi Huyền thì hơi bị khó ha. Không có đâu. Kiếm Nhi Huyền và Lê Thái hơi khó đó. Không có đâu có đem tới cái được cười robot đâu, cười phải không? Dạ, chọc cười nhưng mà có cười. Cười không có tự nhiên bằng Lê Thái và Nhi Huyền. Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần. Nhi Huyền và Lê Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo, những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.